Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn về máy rửa mặt Boyer FC49. Máy rửa mặt là một trong những công cụ rất tốt để giúp các bạn chăm sóc và giữ sạch làn da. Đặc biệt là với những các bạn mà da mặt bị nhầy hay là có mụn thì Boyer FC49 sẽ giúp các bạn làm sạch da cũng như là làm massage và giúp da các bạn luôn là căng và trẻ đẹp hơn. Và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn xem kỹ cụ thể hơn về thiết kế cũng như chất liệu của Boyer FC49. Như các bạn thấy thì Boyer FC49 có một thiết kế rất là nhỏ gọn, vừa trong lòng bàn tay. Nó chỉ giống như một bánh xà phòng thơm. Và ngay khi các bạn chạm vào sản phẩm thì các bạn sẽ thấy là chất liệu của nó được làm bằng silicone, nó rất là mềm và mướt. Chất liệu này thì nó cực kỳ là dễ nhẹ nhàng và thích ứng được với da của mình. Nó không làm cho da bị cảm giác bị rát khi mà các bạn di chuyển trên bề mặt. Và Boyer FC49 là máy rửa mặt 2 trong 1. Nó vừa có tác dụng làm sạch nhưng lại vừa có tác dụng là giúp massage da mặt để thư giãn và làm săn chắc da hơn. Các bạn có thể nhìn thấy cụ thể ở phía bề mặt của Boyer. Nó có cái phần trông ở đây được thiết kế bởi 3 kích thước khác nhau. Ở đây là phần trông nhỏ, phần đỉnh là trông lớn hơn để khi các bạn di chuyển đến các phần khe như là khe mũi. Ở cái phần này là phần trông lớn hơn để giúp các bạn khi mà các bạn massage thì có thể sử dụng cái phần trông lớn này. Ở phía đằng trước của Boyer thì các bạn nhìn thấy là đây là cái phím giữa, là khi các bạn khởi động cái chức năng rung của nó và cộng trừ hai bên để giúp các bạn có thể điều chỉnh để tăng giảm. Và các bạn có thể lựa chọn được 15 cái mức độ rung khác nhau để mà phù hợp cho da mình. Ở đây các bạn chỉ cần bấm khởi động rồi các bạn di chuyển máy trên da mặt như thế này. Rất là thoải mái và dễ chịu vì nó có cái chế độ rung. Và trong quá trình rửa đấy thì các bạn có thể bấm luôn là tăng giảm. Nó rất là tiện. Chỉ các bạn một ngón tay là các bạn có thể thay đổi được cái chế độ này. Và các bạn có thể bấm giữa khi mà không sử dụng nữa. Và trong quá trình sử dụng thì các bạn lưu ý là các bạn luôn phải bấm chặt cái phím, cái nút đằng sau đây. Đây chính là cái phần cổng để cho các bạn có thể sạc máy và ngăn cái phần nước không rơi vào cái cổng sạc này. Cái nút này thì nó rất là chắc nên các bạn nhớ lưu ý là mình đóng phải cẩn thận để cho nó chắc chắn. Phía đằng dưới này thì các bạn luôn nhìn thấy được cái logo và thương hiệu của Boyer. Boyer thì là một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Đức chuyên về những cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mọi người. Và đây là FC49 thì nó chuyên về làm chăm sóc da và giúp da của các bạn luôn sáng và đẹp hơn. Và đây là hai cái dụng cụ đi kèm với sản phẩm. Thì một là cái cắm chân sạc này, đầu cắm USB. Vì vậy các bạn có thể vừa cắm trực tiếp vào điện mà vừa có thể sử dụng máy tính. Một cái bộ Boyer như thế này thì các bạn dễ dàng có thể mang đi khắp nơi. Như các bạn đi công tác hay là đi du lịch đều có thể mang Boyer đi để duy trì luôn cái chế độ chăm sóc da của mình. Như vậy thì nhìn qua và ngay cả phần giới thiệu kỹ về chức năng thì Boyer khá giống với Fero Lumina 2. Nhưng Fero Lumina 2 của Thụy Điển thì có giá cao gấp 3 đến 4 lần so với Boyer của Đức. Về mọi cái chức năng như là chế độ rung hay là chất liệu làm bằng silicone thì Boyer cũng có những chất liệu tương đồng với Fero Lumina 2. Nhưng mà với giá của Boyer thì rất là phù hợp với túi tiền. Còn so với những cái dòng máy rửa mặt cũ thì nó làm bằng cái đầu trong bàn chải ấy. Thì các bạn sử dụng những cái đầu trong bàn chải đấy thì sau một thời gian thì cái lông bàn chải nó sẽ bị cứng và các bạn nên phải thay cái đầu bàn chải mới, nếu không nó sẽ gây kích ứng cho da của bạn. Nhưng với chất liệu là silicone như này thì Boyer nó có thể bền lâu hơn và nó luôn là cái chất liệu rất là mềm và không gây kích ứng cho da. Như vậy là mình vừa mới giới thiệu xong về máy rửa mặt của Boyer FC49. Để đặt mua hàng hay muốn trở thành đại lý phân phối các sản phẩm từ Đức, xin mời các bạn liên hệ với chúng tôi qua website uto.vn hoặc qua số Viber Zalo bên dưới. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã xem.